Xin kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh. Có rất nhiều các bác và anh em dân chơi audio thì có những cái dàn âm thanh chơi lâu năm bị bi tiếng, tối tiếng, không lên được giải chép trong cái dàn âm thanh. Và các bác và anh em đã đầu tư cho mình những cái cặp chép rời như thế này ở phía ngoài. Và các bác và anh em có thể mua những cái cặp chép đó để về thay thế cái cặp chép cũ trong cái thùng loa của các bác và anh em. Và để có thể bảo vệ tối đa, bảo vệ tốt nhất và hạn chế cái tình trạng các cái cặp chép đó bị cháy thì các bác và anh em sẽ cần dùng một cái bản mạch riêng cho cái dòng chép của các bác và anh em. Đó chính là cái bản mạch chuyên dùng cho loa chép hay còn gọi là phân tần của loa chép. Xin giới thiệu đến các bác và anh em một bản mạch như vậy. Bản mạch này có cái model sản phẩm là T3, chuyên dùng để bảo vệ các cái cặp chép, hạn chế tối đa tình trạng bị cháy các cái cặp chép của các bác và anh em. Đồng thời giúp cho cái gì? Giúp cho cái việc cắt giải tần của cái giải chép của anh em chuẩn hơn, chính xác hơn. Nhờ đó các bác và anh em có thể nghe những cái tiếng chép chuẩn hơn, hay hơn, chất lượng hơn rất là nhiều. Bản mạch này thì nhìn khá là nhỏ gọn, với một cái cuộn cảm bằng đồng đỏ ở đây và một con tụ của hãng Spirit, một hãng rất là nổi tiếng. Và phía trên này là con trở sứ 15W. Bản mạch được thiết kế khá là nhỏ gọn nhưng rất là tinh tế các bác và anh em. Các bác và anh em có thể thay thế vào các cái thùng loa của các bác và anh em, hoặc có thể là lắp bên dưới các cái cặp chép mà các bác và anh em mua về. Chẳng hạn như cái cặp chép này đây. Các bác và anh em, đây. Cái mạch phân tần T3 bảo vệ loa chép được lắp dưới cái con chép này. Đấy, cũng nhìn rất là sang trọng. Mục đích của nó là để bảo vệ cái cặp chép này một cách tối đa này. Đồng thời là nó giúp cho cái việc cắt giải tần các cái giải chép ấy, nó chính xác hơn, chuẩn hơn. Nhờ đó mà các bác vừa bảo vệ được cái cặp chép của các bác, vừa có thể nghe các cái giải chép hay hơn, tinh tế hơn. Những cái tiếng tí tách leng teng của cái giải chép nó trở nên trong sáng hơn, rõ ràng hơn và tinh tế hơn rất là nhiều. Đấy. Cái bản mạch này thì nó có dây sẵn cho các bác và anh em. Về các bác và anh em chỉ việc cắt ra và đấu vào cái loa chép của các bác thôi. Đây, in là đường vào. Đây, bên dương đây, còn bên âm đây. Còn T là loa chép, bên âm, bên âm đây, bên dương đây. Các bác anh em cứ cắt ra đúng dây và nối vào cái loa chép của các bác và anh em thôi. Cách đấu nối thì rất là đơn giản thôi. Và hiện tại thì cái bản mạch T3 này có cái mức giá rất là tốt cho các bác và anh em. Chỉ có 210.000 một bản mạch này, bao ship toàn quốc cho các bác và anh em. Đây, một cặp như này có giá là 210.000 nha các bác và anh em. Đấy. Hiện tại thì bên em vẫn đang cung cấp đến các bác và anh em các cái dòng bản mạch như là bản mạch của hãng Zinet 3 đường tiếng đây. Cũng có mức giá rất là tốt, chỉ có 320.000, cũng bao ship toàn quốc cho các bác và anh em. Hoặc bản mạch 3 đường tiếng, một bát, một chung, một chép với cái mã số là AB503. Chơi bát 30 rất là thoải mái, cũng có mức giá rất là ưu đãi, chỉ có 480.000 một cặp này các bác và anh em. Hoặc nếu các bác và anh em cần những cái bản mạch mà có hai đường tiếng cũng chơi bát 25, 20 hoặc 30 thì bên em cũng có, đó là bản mạch AB502 chơi một bát đây, một chép đây các bác và anh em. Bản mạch này thì có giá là 430.000, cũng bao ship cho các bác và anh em. Còn nếu mà các bác và anh em muốn những cái bản mạch cao cấp hơn để chơi cho những cái dòng bát lớn hơn, như chẳng hạn những cái dòng loa sân khấu đấy, thì bên em cũng có những cái bản mạch đó để cung cấp đến các bác và anh em. Như bản mạch PA2T đây, chơi một bát, một chép, bát 30, 40, 50 rất là thoải mái các bác và anh em. Dòng này là dòng này thuộc cái phân khúc cao cấp nên giá của nó cũng nhỉnh hơn so với những dòng kia một chút, đó là 930.000 một cặp bản mạch này. Hoặc nếu các bác và anh em muốn chơi hai bát một chép thì có mẫu PA25T đây. Đấy, chơi hai bát một chép. Bát 2 đây. Bát 1 bên này. Còn đường vào đây. Còn cổng chép bên này. Cũng chơi bát 30, 40, 50 rất là thoải mái. Các bác và anh em thích những cái bản mạch nào thì có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại em để ở trên màn hình để em có thể ship hàng đến tận nhà cho các bác và anh em. Cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.